Xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh YouTube chính thức của Doseco, nơi chia sẻ kiến thức về đồng hồ và review các mẫu đồng hồ chính hãng. Hôm nay Doseco sẽ giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Nhật Bản mà mình nghĩ rằng khi nhắc tới nó thì chắc hẳn sẽ khiến không ít anh em tự nó hoài niệm về một thời ký ức hoàng kim. Đó chính là mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 1, một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng và góp phần tạo nên dấu ấn cho nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản Orient. Mặc dù được ra mắt cách đây khá lâu nhưng với cái thiết kế đẹp ấn tượng và sự tiện lợi của cái tính năng Sun & Moon cùng với mức giá tốt nên đây vẫn là một cái sản phẩm rất đáng sở hữu cho anh em trong phân khúc tầm giá hơn 5 triệu đồng. Trên tay mình đây chính là mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 1 có mã là FET0P002B0. Sau đây thì mình sẽ đi đánh giá chi tiết về mẫu đồng hồ này để cho các anh em cùng theo dõi. Tổng quan về mẫu đồng hồ này, anh em có thể dễ dàng cảm nhận được cái sự khỏe khoắn và nam tính của nó trong thiết kế. Đó chính là sự cứng cáp của chất thép không dỉ 316N sáng bóng của toàn bộ phần vỏ máy và dây đeo. Tương phản nổi bật chính là cái mặt đeo màu đen có thiết kế hầm hố mạnh mẽ. Đi vào chi tiết, mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon FET0P002B0 có kiểu mặt tròn với mặt đeo trơn màu đen nam tính. Điều này khiến cho toàn bộ phần kim cọc số bằng thép không dỉ và các cái phần chữ viết của lịch thứ tên thương hiệu được sơn màu trắng nổi bật và dễ dàng quan sát. Điều tạo nên điểm nhấn và danh tiếng cho dòng đồng hồ Orient Sun & Moon mà không thể không nhắc tới đó chính là cái mặt sắp đầu Sun & Moon ở vị trí 10 giờ này. Ở trên mặt sắp đầu Sun & Moon này, anh em có thể thấy hình ảnh biểu tượng của mặt trăng và mặt trời cùng một phần họa tiết Gunouche là các cái vòng tròn đồng tâm được làm nổi 3D khá độc đáo. Hàng ngày mặt trời sẽ bắt đầu xuất hiện trên mặt số đồng hồ vào lúc 6 giờ 30 sáng cho đến 6 giờ 30 tối và đạt đỉnh vào lúc 12 giờ trưa. Thời gian còn lại sẽ là thời điểm mà mặt trăng xuất hiện. Cứ như vậy, mặt trời và mặt trăng đuổi theo nhau mỗi ngày nhưng không bao giờ trùng phùng. Hình ảnh này khiến cho mọi người liên tưởng tới một câu chuyện tình buồn của mặt trăng và mặt trời, nhưng đó cũng chính là cái điểm khiến cho dòng đồng hồ này thêm ấn tượng cũng như là được mọi người yêu thích hơn. Thêm vào đó, công dụng của tính năng Sun & Moon cũng hết sức độc đáo và tiện lợi, không cần biết số giờ chính xác nhưng anh em vẫn có thể biết được đang là giờ ngày hay giờ đêm. Việc này cũng giúp cho việc chỉnh giờ trên mẫu đồng hồ này trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây là một mẫu đồng hồ có đầy đủ lịch thứ ngày. Phần hình thứ được hiển thị chi tiết và dễ dàng quan sát ở mặt sắp đầu ở vị trí hướng 2 giờ. Phía trong là kim rốn giúp chỉ thị lịch thứ trong tuần cùng với kiểu họa tiết Gunouche kiểu dáng cổ điển tương đối lạ mắt. Với thiết kế và bố trí của phần hình thứ này thì khiến cho mặt đeo trở nên cân đối hài hòa hơn và thực sự bắt mắt. Ở vị trí chính giữa hướng 6 giờ là ô định ngày, hình chữ nhật giúp cho anh em có thể xem ngày trong tháng hết sức là dễ dàng và nhanh chóng. Theo mình đây thực sự là một điểm phá cách trong thiết kế bởi thông thường thì phần hình thứ này được bố trí kiểu ô vuông ở vị trí 3 giờ. Xen giữa các mặt sắp đầu và phần hình ngày là không gian của biểu tượng cùng với tên thương hiệu của nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản danh tiếng Orient. Mẫu Sun & Moon FET0P002B0 được sở hữu phần cọc số kiểu cọc vạch khá lớn, nổi 3D bằng chất liệu thép không dỉ 316N đánh bóng sang trọng cứng cáp. Phần cọc số này được tạo hình vuông vức và đánh vát một đầu giúp cho phần cọc số này nhìn góc cạnh khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Vị trí 12 giờ là cọc số đôi giúp cho anh em có thể xem giờ một cách dễ dàng, đồng thời cũng làm cho phần cọc số không có cảm giác đơn điệu. Xen kẽ giữa các cọc số lớn chính là các cái vạch nhỏ tính phút giúp cho anh em có thể chỉnh giờ và xem giờ chính xác đến từng phút. Về phần kim chỉ thị giờ, nó sở hữu 3 kim trung tâm với kim dây là dáng kim stick thanh mảnh và dáng kim dolphin sắc cạnh tinh tế của kim giờ và kim phút. Toàn bộ phần kim này thì được làm chất liệu thép không dỉ 316N đánh bóng lấp lánh. Với thiết kế của phần mặt dial này thì thật không khó để hiểu vì sao mỗi đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 1 lại tạo nên cái tiếng vang lớn và khiến cho nhiều nhà thiết kế đồng hồ phải có một cái nhìn mới về đồng hồ Rolex Watch tại thời điểm nó được ra mắt. Mẫu Orient Sun & Moon FET0P002B0 có mặt kính phẳng được làm bằng chất liệu sapphire nguyên khối cao cấp. Với phần mặt kính này thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm về độ trụ xước của mặt kính đồng hồ. Toàn bộ viền benzen và vỏ máy được làm bằng chất liệu thép không dỉ 316L chắc chắn, cứng cáp. Phần viền cạnh bên được mài sức mờ giúp cho đồng hồ khó bị nổ các vết xước răm trong quá trình sử dụng và mang lại cảm giác đồng hồ luôn được như mới. Trên Orient Sun & Moon Gen 1 thì nó có độ dày là 13mm cùng với kích thước mặt là 42mm. Hòa trong cái thiết kế cứng cáp khỏe khoắn, nó sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ phù hợp với các anh em có chu vi cổ tay tầm trung và hơi lớn một chút, khoảng từ 15,5 cho đến 17,5cm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành liên tay để cho anh em cùng quan sát. Cổ tay của mình thì có chu vi là 16,5cm nên là đeo mẫu đồng hồ này thấy thực sự vừa vặn, cân đối và ôm tay. Về phần máy, trên phiên bản Orient Sun & Moon Gen 1 thì sở hữu cỗ máy cơ tự động Caliber 46B46 với 21 chân kính. Tần số dao động là 21.600 lần trên giờ và khả năng tích cót là 40 giờ. Những cái thông số khá là quen thuộc với các đồng hồ Nhật Bản và với cỗ máy này thì nó vẫn chưa có cái tính năng dừng kim dây và nên có tay. Ở phiên bản đầu tiên này, độ trữ nước của đồng hồ là 30 mét nước, đủ để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng cơ bản nhẹ nhàng của anh em trong sinh hoạt thường ngày như là đi mưa và rửa tay.
Về phần dây trên Orient Sunmoon Gen 1 thì sở hữu thiết kế dây khá là phong phú với hai kiểu thiết kế, một là kiểu dây da thanh lịch nhẹ nhàng, một kiểu là dây kim loại cứng cáp khỏe khoắn. Và với mẫu FET0P02B0 mới đang qua đây thì được trang bị phần dây thép đúc bằng chất liệu thép không gỉ 36L chắc chắn. Kiểu dáng của dây thì nhìn cũng khá là bắt mắt và trẻ trung với thiết kế 5 giải dây hình chữ nhật. Hai giải dây lớn phía bên ngoài được mài sức mờ giúp cho phần dây khó bị nổ các vết sức hơn, đồng thời làm cho ba cái giải dây nhỏ được đánh bóng ở giữa này thì trở nên nổi bật, nấp nánh và nhìn sang trọng đẹp mắt. Mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon FET0P02B0 thì sở hữu kiểu khóa bấm bằng thép cuốn cơ bản nhẹ nhàng và chắc chắn. Bề mặt khóa tiếp tục được mài sức mờ tỉ mỉ, chi tiết giúp cho cái phần mặt khóa này trở nên đẹp hơn và khó bị nổ các vết sức nhỏ sau thời gian dài sử dụng. Ở đây chúng ta là một lần nữa tiếp tục bắt gặp cái biểu tượng cùng tên thương hiệu của nhà sản xuất Nhật Bản Orient được dập chìm tinh xảo rõ nét. Trên đây là video đánh giá chi tiết mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 1 có mã là FET0P02B0 của Doseco. Giá mới ưu đãi của sản phẩm này bên Doseco hiện tại là 5,8 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 65% cái giá mà hãng niêm yết cùng chế độ bảo hành 2 năm và nhiều cái ưu đãi thú vị khác. Các anh em có thể tham khảo thêm các ưu đãi và chính sách bán hàng tại địa chỉ website doseco.vn. Để mua sản phẩm này thì anh em có thể gọi số hotline mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mình để trong phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích hoặc thấy video này hữu ích, vui lòng hãy like và share video cho những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến của các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Doseco xin đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.